Chào mừng bạn đã quay trở lại. Thì trong phần video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một số lưu ý về câu chuyện mà khi bạn triển khai về Task Traffic Authority Stacking. Thì những video trước thì bạn đã học về cách tạo dựng và một số mô hình rồi. Thì trong video này á, mình sẽ nói bạn các lưu ý khi bạn tạo dựng, và cũng như rằng đó là khi mà bạn tạo đi thì làm sao mà bạn phải tự sáng tạo được một mô hình của mình. Khi mà bạn biết được các tiêu chuẩn của nó thì bạn có thể dễ dàng sáng chế ra mô hình của riêng bạn và cũng như đạt được cái hiệu quả tốt tối ưu nhất. Thì đầu tiên á, khi mà bạn triển khai Traffic Authority Stacking á, thì lúc mà bạn tạo dựng các web 2.0 á, bạn sẽ muốn tránh để lại các footprint ở đây. Thì footprint á, nó bao gồm rằng là ở việc chẳng hạn như là bạn chung một cái Gmail đăng ký, ví dụ vậy. Bình thường á, là mình bên GTV á, sẽ không bao giờ dùng Gmail hay Gmail nó đăng ký, mà thường sẽ dùng cái gọi là Yandex Mail, Yahoo Mail. Trước đó là có Yahoo Mail nhưng mà hiện tại hình như là mình nghe đâu rằng là Yahoo Mail đóng cửa rồi, thì sẽ dùng Yandex Mail hoặc là các email khác. Tóm lại cơ bản mà nó không phải là email của Google, bởi vì á, Google nó có khả năng là khi mà bạn dùng Gmail của nó sẽ lưu trữ lại toàn bộ dữ liệu của bên phía bạn. Thành ra khi mà bạn tạo lập cái gọi là mạng xã hội cho doanh nghiệp của bạn ở cái phần module 2 nó về thiết lập entity đi, thì bạn sẽ muốn dùng Gmail, Gmail ở đây, bởi vì là bạn muốn Google lưu hết lại toàn bộ dữ liệu của bạn triển khai. Còn lúc mà bạn đang triển khai với chuyện backlink ở đây rồi, offsite SEO rồi, thì bạn sẽ không muốn dùng cái email đó. Khi mà bạn tạo dựng thì bạn muốn dùng Yandex Mail nhiều hơn. Thứ hai nữa là bạn sẽ không muốn để lại mấy cái gọi là, chẳng hạn như bạn tạo mấy cái trang web 2.0 mà bạn để lại thông tin liên lạc, liên hệ về cái gọi là doanh nghiệp của mình đi đi thì nó không nên. Và tiếp tới nữa là phần câu chuyện là mô hình. Thì khi mà bạn triển khai, nếu bạn cứ triển khai liên tục cái mô hình như thế này là nó cũng để lại là footprint ở đây á. Cái mô hình á, ý mình nói rằng là cái đường link như thế này nè thì không bị vấn đề gì nha. Nhưng mà nếu như bạn lúc nào mà bạn cũng xài Weebly, WordPress, Joomla, Snagsite và Tumblr thì nó là có vấn đề. Ở đây á, cái cách mà bạn liên kết mô hình thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà nếu như lúc nào bạn cũng sử dụng 5 loại web 2.0 này mà liên tục đi về bên site của bạn đi thì Google nó sẽ phát hiện ra được footprint. Thay vì lúc này bạn thay đổi rằng là cái này WordPress, cái này Weebly, cái này là Tumblr, cái này là Joomla, cái này là Snagsite, bạn đổi như vậy đi nó cũng được. Hoặc là bạn bỏ một thằng mới vô, ví dụ thằng này là bên phía Blogspot đi chẳng hạn, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thành ra cái dụng mô hình bạn lưu ý là mấy cái web 2.0 thì bạn phải đổi nó thường xuyên để tránh gây ra tình trạng là ngoài mong đợi khi mà bạn bị footprint. Đó là bên phía phần lưu ý. Thứ hai nữa là khi mà bạn triển khai thì các content mà bạn đăng tải ở trên đây đi, thường á content bên phía